kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, U17 Hà Nội đã lần đầu tiên vô địch giải U17 quốc gia sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U17 Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng thủ đô đã trải qua hành trình rất dài để ươm mầm các tài năng trẻ bóng đá Việt Nam. Trong lần đầu làm lên lịch sử, U17 Hà Nội đã trình diễn lối đá đẹp mắt. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Rolang đã toàn thắng cả 6 trận từ vòng bảng cho đến vòng chung kết. Không những vậy, U17 Hà Nội còn thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân như là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất dành cho Đậu Hồng Phong, danh hiệu vua phá lưới dành cho Nguyễn Việt Long, Đặng Công Anh Kiệt, danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất dành cho Nguyễn Văn Thăng Long. Xét rộng ra thì Hà Nội đang chứng tỏ là một trong những lò đào tạo trẻ mạnh nhất của bóng đá Việt Nam. Ngoài chức vô địch U17 vừa giành được, Hà Nội đã 7 lần đăng quang ở giải U19 quốc gia và 6 lần là nhà vô địch của giải U21. Ở lứa tuổi thấp hơn thì U9 Hà Nội cũng đã vô địch vào năm 2023. Huấn luyện viên Cristiano Roland của U17 Hà Nội đã đánh giá rằng chúng tôi có 11 tháng để chuẩn bị, tập luyện chăm chỉ cho giải đấu lần này. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ hiểu được phong cách huấn luyện của tôi, cách tôi truyền đạt để cho các em có khao khát trở thành nhà vô địch. Khi đạt được thành tích này, ban huấn luyện và cầu thủ đều ăn mừng, nhưng chúng tôi phải giữ được đôi chân ở trên mặt đất và ngay lập tức chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo ở phía trước. Không chỉ thống trị ở sân chơi trẻ, Hà Nội còn là một trong những đội bóng góp nhiều cầu thủ cho các đội trẻ cũng như là đội tuyển quốc gia. Chính vì thế, không quá lời khi mà nói rằng hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội chính là điểm sáng của bóng đá Việt Nam vào lúc này. Tuy nhiên, để có được một cầu thủ giỏi đủ sức ra sân thi đấu trọn vẹn 90 phút là cả một quá trình dài hơi. Khi mới 9 10 tuổi thì các bạn nhỏ được câu lạc bộ Hà Nội tuyển chọn kỹ càng, các em phải xa gia đình, lăn lộn trên sân cùng với trái bóng trong 9 10 năm rồi mới được tham gia các giải trẻ. Trong suốt quá trình đó, các huấn luyện viên đóng vai trò quan trọng khi uốn nắn, chăm chút các em từ những điều nhỏ nhất. Vì thế, câu lạc bộ Hà Nội luôn tạo điều kiện để cho các huấn luyện viên được đi tu nghiệp, học tập những giáo trình huấn luyện tiên tiến ở trên thế giới. Ngoài đội ngũ huấn luyện viên chất lượng thì câu lạc bộ Hà Nội còn đang sở hữu những đàn anh đã thành danh trở thành tấm gương để cho lứa đàn em phấn đấu noi theo. Những người thành công như là Văn Quyết, Thành Lương, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Trung vân vân chính là những tấm gương sáng cho các lứa trẻ của Hà Nội. Đặc biệt là những cầu thủ này cũng thường xuyên ghé thăm và chỉ bảo cho các cầu thủ nhí của đội. Những trường hợp của Văn Trường, Tiến Long, Văn Tùng, Đình Hai là minh chứng rõ nhất trong việc tiếp nối truyền thống của các thế hệ câu lạc bộ Hà Nội. Sau thành công ở giải trẻ, họ được đẩy lên sớm để cọ sát với các đàn anh, sẵn sàng cùng với các anh gánh vác trọng trách ở V-League và xa hơn nữa là ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sự lớp lang trong công tác đào tạo bóng đá trẻ của câu lạc bộ Hà Nội đang mang tới quả ngọt trong thời gian qua. Và đó cũng chính là câu trả lời của bài toán đi tìm lối đi cho sự phát triển của một nền bóng đá. Chỉ khi mà các câu lạc bộ làm tốt công tác đào tạo trẻ, đầu tư phù hợp cho các lứa kế cận thì khi ấy bóng đá Việt Nam mới có thể có được những bước tiến lâu dài và vững chắc. Trong một bài phỏng vấn mới đây thì huấn luyện viên đương nhiệm U17 Hà Nội và cũng chính là cựu ngoại binh v đã chia sẻ góc nhìn của ông về vấn đề xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam. Từ trước đến nay thì giới mộ điệu hầu hết đều cho rằng đa số cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thất bại thường là không có sự chuẩn bị tốt về nhiều mặt bao gồm yếu tố ngoại ngữ. Lê Công Vinh sang Bồ Đào Nha, Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan, Nguyễn Quang Hải sang Pháp hồi năm ngoái đều là những trường hợp không thể hòa nhập với môi trường bóng đá nước ngoài bởi vì không có ngoại ngữ. Bản thân những cầu thủ vừa được nhắc tên cũng đều thừa nhận ngôn ngữ chính là rào cản có ảnh hưởng quan trọng tới các chuyến xuất ngoại. Đó là bài học và là thách thức cho giấc mơ thi đấu ở nước ngoài của những cầu thủ Việt Nam sau này. Tuy nhiên khi chia sẻ với báo chí Việt Nam thì huấn luyện viên Cristiano Roland lại có quan điểm khác. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng ngoại ngữ chỉ là một vấn đề nhỏ với cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài. Đương nhiên ngoại ngữ là quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định thành bại của cầu thủ khi ra nước ngoài thi đấu có ngoại ngữ thì cầu thủ sẽ giao tiếp tốt hơn. Tuy nhiên bóng đá cũng có ngôn ngữ riêng. Vị huấn luyện viên sinh năm 1976 này phân tích rằng giao cản đầu tiên của cầu thủ khi xuất ngoại là thay đổi môi trường sống. Cầu thủ đó sẽ phải sống xa gia đình và bạn bè và tiếp đến là vấn đề về thể chất như là thể lực, thể hình. Sau đó là tâm lý thi đấu và vấn đề ăn uống. Không phải câu lạc bộ nước ngoài nào cũng có thể đáp ứng cho các cầu thủ. Vượt qua những khó khăn là cả một vấn đề lớn. Tôi không nói là cầu thủ Việt Nam không làm được, nhưng để thành công thì họ phải có sự chuẩn bị rất kỹ. Mới đây, U19 Indonesia đã giành được chức vô địch một cách thuyết phục sau khi vượt qua Thái Lan, cũng đã khiến cho các nền bóng đá ở trong khu vực phải chú ý. Bóng đá xứ vạn đảo mấy năm trở lại đây đang tốt hơn so với chính họ, nhưng cũng đã bắt đầu có được thành tích vượt hơn cả hai nền bóng đá mà bấy lâu nay vẫn được đánh giá là anh cả của khu vực, đó là Thái Lan và Việt Nam. Indonesia đang theo đuổi chính sách nhập tịch cầu thủ và có vẻ như là họ đang đi đúng hướng khi mà các cầu thủ nhập tịch đã góp công lớn giúp cho bóng đá Indonesia giành được những thành tích cao. Đâu đó người ta vẫn nói với nhau rằng Indonesia bây giờ có khác nào đội bóng bản sao của Hà Lan. Mặc cho những ý kiến đó, Indonesia vẫn nhập tịch và ngay trong chính đội hình U19 vừa mới vô địch, nhân tố quyết định mang về ngôi cao ấy cho bóng đá xứ vạn đảo vẫn là một cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan, Jens Raven. Sau khi nhập tịch những cầu thủ con lai nhưng lớn tuổi cho đội tuyển quốc gia, chính sách của bóng đá xứ Vạn Đảo ngay một trở nên khôn ngoan hơn. Họ nhập tịch rất nhiều cầu thủ trẻ có khả năng cống hiến nhiều năm cho đội tuyển Indonesia. Và giờ đây, thậm chí Indonesia đã bắt đầu nhập tịch nhiều cầu thủ thuộc các lứa U, ví dụ như là Jens Raven. Nếu như những tài năng ấy phát triển ổn định, họ có thể cống hiến rất lâu cho bóng đá xứ Vạn Đảo. Còn một vấn đề nữa mà người ta vẫn hay tranh luận về những cầu thủ nhập tịch, đấy là khả năng hòa nhập và sự cống hiến khoan hãy bản cái chuyện đúng sai bởi mỗi nền bóng đá có một quan điểm riêng của họ bóng đá việt nam những năm qua vẫn đề cao lực lượng cầu thủ mang trong mình dòng máu việt và có tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo thế nên là chuyện nhập tịch ít được đề cao như là ở indonesia hay là ở một số nước xung quanh vì thế để dung hòa giữa hai giải pháp là nhập tịch và đào tạo trẻ đã có ý kiến cho rằng nên đưa cầu thủ việt nam sớm làm quen với môi trường chơi bóng ở nước ngoài ngay từ cấp độ u bởi với bản chất thì việc nhập tịch là gom về những tài năng được đào tạo từ những nền bóng đá phát triển hơn, còn tự đào tạo trẻ thì nguồn lực dồi dào hơn nhưng chất lượng vượt trội thì lại không có. Vậy giải pháp đưa cầu thủ ra nước ngoài sớm để làm quen với môi trường bóng đá phát triển hơn có phải là một giải pháp hay hay không? Về việc này thì huấn luyện viên Roland của U17 Hà Nội đã nêu quan điểm rằng việc liên kết với các câu lạc bộ để cho các em xuất ngoại đi tập huấn là tốt, đặc biệt là ở Brazil và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên cũng nên nghĩ về việc làm nhiều hơn ở trong nước để cho các em có môi trường tốt. Các cầu thủ trẻ ở Việt Nam đá khoảng 16 trận chính thức mỗi mùa, chưa kể là giao hữu, như thế là rất ít. Ở đất nước như là Bồ Đào Nha, lứa U17 có tới 45 đến 50 trận chính thức mỗi mùa giải. Đó là yếu tố quan trọng để cho cầu thủ có cảm giác, có tâm lý và kỹ năng thi đấu. Với cầu thủ trẻ Việt Nam, tôi nghĩ xuất ngoại sang tập huấn và thậm chí là thi đấu chuyên nghiệp không phải là chuyện quá khó. Quan trọng là họ được chuẩn bị như thế nào ở trong nước mà việc được thi đấu nhiều hay không lại đóng vai trò lớn. Huấn luyện viên Roland sinh năm 1976 ở tại Brazil và cũng đã từng cùng với câu lạc bộ Hà Nội vô địch V-League 2010 và 2013. 10 năm qua, ông dành thời gian nghỉ ngơi ở bên gia đình và theo học các khóa huấn luyện viên. Roland cho biết là ông luôn nghĩ về việc quay trở lại Việt Nam không rõ vì sao cứ sau mỗi cuối tuần học tập và làm việc thì tôi lại xem V-League, trong khi người khác thì lại xem bóng đá Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Tôi vẫn luôn bám sát chuyển động của bóng đá Việt Nam những năm qua, cuối cùng khi có cơ hội thì tôi đã trở lại. Chủ tịch của Hà Nội đã giao cho tôi vị trí đầu tiên là đội U15, đến nay thì các em là U17. Từng là một trong những trung vệ nổi bật ở V-League, chiến lược gia người Brazil coi quãng thời gian thi đấu ở đây là bài học quan trọng ảnh hưởng đến triết lý huấn luyện của mình với các cầu thủ trẻ chất lượng cầu thủ việt nam đặc biệt là ở hà nội rất tốt khi tôi còn thi đấu một vấn đề quan trọng là khả năng liên kết giữa cầu thủ nội và cầu thủ ngoại cầu thủ ngoại được liên kết tốt thì sẽ phát huy được sức mạnh của cầu thủ nội tôi không bao giờ nghĩ mình là ngôi sao ngôi sao là các cầu thủ nội đó là định hướng của tôi khi huấn luyện sự tôn trọng lẫn nhau và khả năng liên kết là mục tiêu mà tôi đặt ra cho các học trò quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo